Rồi, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chia sẻ, sẽ giới thiệu các bạn là một cái cây gậy dùng để livestream hoặc là chụp hình hoặc là quay phim nè các bạn. Một cái sản phẩm là Zilenji, cái mã là MT44 rồi các bạn. Đây là cái gậy dùng để là gắn điện thoại vào thiết bị quay phim. Thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem cái gậy nè. Rồi, đây là cái cuốn sổ hướng dẫn sử dụng. Rồi, bỏ vô trong đi. Cái gậy này thì có những cái chế độ như sau ha, các bạn xem ha. Đây, đây là cái chốt dặn là mở nè, mở cái dương bi ở đây để chúng ta điều khiển nè. Đó, các bạn có thể là chỉnh cái góc ha. Sau khi điều chỉnh xong các bạn khóa này lại. Rồi, tiếp theo ở trên cái đầu này thì cái đầu này có hai cái tác dụng. Một là các bạn có thể là gắn những cái thiết bị quay như là camera hành trình, những cái máy mà nhỏ nhỏ mà Google vậy các bạn. Các bạn gắn vô con ốc này nè, nó có cái đế sẵn con ốc này. Rồi dưới đây nó có một cái gân, gân quay, thì các bạn siết con ốc này lại. Hoặc là cái máy ảnh hoặc là cái máy quay phim á, các bạn cũng sử dụng con ốc này để chúng ta cố định vô. Còn nếu mà trường hợp các bạn mới sử dụng cái máy này để xài cho điện thoại thì các bạn lấy cái ngàm này lên. Đây có một cái ngàm, cái gọi là cái bát đó, để chúng ta gài điện thoại các bạn. Đây, vẽ lên. Rồi, ví dụ trường hợp là cái điện thoại ha. Rồi mình gài vô thì mình kéo lên nè. Kéo lên nè. Đó, gài xuống. Vậy là xong. Rồi riêng ở trên đây nè, ở trên đầu này nè, là hỗ trợ cho các bạn gắn một cái đèn led ở trên đây nè. Cái đèn led khoảng 200 mấy chục ngàn đó, hoặc là 300 ngàn gì đó, các bạn gắn vô đây là đèn led vuông á, có cái ngàm sẵn nè, nó thiết kế sẵn rồi ha. Rồi mình sẽ lấy cái điện thoại này ra đi, rồi không xài cúp lại để vô. Rồi tiếp theo thì ở đây có một cái gân xay nè các bạn, cái gân xay nè, cái này bằng nhôm, bằng nhôm. Đó, khi mà các bạn xay ra như thế này rồi á, nhả ra như thế này. Rồi các bạn sẽ là kéo, dùng tay là kéo mạnh nè. Đó, ở trên cái đế này là có ba chân. Ba chân như thế này để cố định cái thiết bị, cái gậy này các bạn. Khi mà các bạn để dưới đất á, sau khi chúng ta bung ra rồi chúng ta sẽ siết cái bánh gân này lại. Thì nó sẽ cố định, nó không bị là bung lên, được chưa các bạn? Rồi thêm một cái tính năng nữa là ở trên đây nè các bạn, cái trục này nè là bằng nhôm, hợp kim nhôm các bạn, rất chắc chắn. Rồi chúng ta sẽ kéo lên đó các bạn, kéo lên nè, mình kéo lên nè các bạn, rất là dài các bạn. Đây, dài nữa ha. Ôi, rất là dài. Cái này là tầm khoảng 1 mét mấy đó các bạn. Cái thông số thì một chút xíu nữa mình sẽ để trên màn hình cho các bạn xem cái thông số kỹ thuật nha. Nó dài là tầm khoảng 1 mét mấy nè. Hợp kim nhôm rất là cái chắc chắn các bạn. Nè. Gấp gọn lại. Mình sẽ tra cái điện thoại lại cho các bạn xem. Thì cái điện thoại sau khi đã lắp đặt xong á, nè, hồi nãy mình nói là điều khiển nè, điều khiển cái vân bi ở trong đây là nó sẽ điều khiển các hướng, rồi các bạn sẽ cố định lại. Đó. Rồi các bạn lưu ý ở đây là có một cái gánh này nè, các bạn có thể là co lại là góc vuông là 90 độ nha. Đó, theo cái gánh hồi nãy chúng ta sẽ phá lại. Rồi cái này mình sẽ dặn ra rồi mình sẽ rút lên. Rồi, bóp vô, giữ vô. Như vậy thì mình sẽ đi quay các bạn. Trường hợp mình muốn ngã ra về trước thì các bạn cứ siết lại ha. Đó. Các bạn thấy chưa? Trường hợp mà các bạn muốn selfie các bạn sẽ kéo cái trục này ra nè. Giống như mình đã nói là cái trục này rất là chắc chắn nè, bằng hợp kim nhôm nè. Đó. Kéo ra. Rất là chắc chắn.
Rồi, nói chung thì cái giá là mình mua và tầm khoảng 300 mấy rồi các bạn. Giá này là đã shop đã giảm rồi á. Các bạn có thể là lên Lazada, Shopee mua. Tầm giá tiền này thì các bạn có thể là mua cái cây gậy này dùng để selfie hoặc là đi làm vlog hoặc là đi chụp hình với gia đình các bạn tự chụp đó các bạn. Nha. Như vậy thì cái phần video của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn quá trình mà các bạn sử dụng như thế nào thì cái đó là các bạn có thể là mua về trải nghiệm nha. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những nội dung tiếp theo. Kênh Nguyễn Lít là nơi để cho các bạn tìm đến tri thức và kinh nghiệm cuộc sống. Để giúp các bạn xem những cái video mới nhất của kênh Nguyễn Lít thì các bạn làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn vào Google và tìm với từ khóa Nguyễn Lít. Sau đó các bạn chọn vào kênh Nguyễn Lít tại liên kết đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ click chọn vào nút đăng ký bên phải cửa sổ màn hình và chọn vào biểu tượng chuông, chọn vào dòng chữ dành riêng cho bạn. Nếu các bạn thấy những cái video của kênh Nguyễn Lít hay thì các bạn đừng quên bấm nút like và chia sẻ đến mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.